Tổng thống Ngô Đình Diệm đi thăm dân vùng lũ lụt. Đoạn phim tư liệu được một kênh truyền hình Mỹ chia sẻ lại. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đi thăm dân chúng vùng lũ lụt. Ông Diệm ngồi ghế trên thuyền, còn phía dưới thì có một đám người lội nước đẩy thuyền của ông Diệm đi. Chúng ta còn thấy có cả một đội danh dự chân ngập nước đến đầu gối, binh lính xếp làm ba hàng làm lễ nghi đón Tổng thống Diệm nữa.